Đây là một cái bàn tay nè, và đây là một cái bàn tay, nhưng mà cái tảng đá này nè, mình gõ nè, âm thanh nó nghe bập bập ha. Còn ở đây nè, âm thanh này nè. Trước đây thì cái bàn thờ bác sĩ ngày xưa ha. Cô bác quý anh chị có thấy gõ giống như kim tiếng ở đây nè ha, chỉ có một cái khoảng này thôi ha. Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hôm nay thì Vườn Hồ tiếp tục đang có mặt ở huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang. Và sau lưng cô bác quý anh chị là một cái núi, rồi người ta ở đây người dân người ta gọi là núi Mô So. Thì cái hỏi dòng dòng người dân thì người ta sẽ không có hiểu cái từ Mô So là như thế nào. Thì hôm nay thì điều hứng thú mà khiến Vườn Hồ đến đây đó chính là những cái hang động, những cái ngõ ngách mà do tạo hóa, do hàng trăm năm, hàng ngàn năm trước đây, những cái đợt sóng biển tạo hóa thành những cái hang rất là ly kỳ. Và để tìm hiểu thêm về điều đó thì Bùi Hồ hôm nay có nhờ anh Hải là một cái người dân địa phương ở đây. Anh sẽ hướng dẫn mình đi vô hàng trăm, sâu hàng trăm mét ở trong cái hang như thế này. Và đó là một... Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Dạ, ấy máy đèn chưa anh? À, nhìn những cái hang, cái thạch nhũ, cái chân ở dưới kìa cô bác quý anh chị. Ôi. Ở đây có... Phải nói nhìn đẹp ha. Nhìn đẹp thiệt hay sao? Nhưng mà cái này là do những cái thạch nhũ tạo nên nè. Ô, có tiếng con dơn. Đây là một cái nơi thờ cúng. Đúng là không có quay anh, không có ngay cái, không phải là người dân địa phương này thì không bao giờ biết được. Ừ, rồi tắt đi. Giờ nhiều lắm. Ồ, cái thạch nhũ nhìn đẹp ha. Đẹp lắm. Hôm nay nhìn giống tượng trái phổ hoa không? À, trước đây thì em cũng có đi những cái hang ở ngoài miền Bắc, hang Ngườm Ngao, thì những cái khối thạch nhũ nó rất là đẹp luôn. Đúng rồi. Miền Tây mình đâu bằng. Miền Tây mình thì kiếm cái một cái hang núi đá vôi như thế này rất là hiếm. Nó chỉ có đại khái cái này đẹp nhất thôi. Dạ. Còn như mà dùng ngoài thì nó nhiều thạch nhũ lắm. Dạ, đúng rồi. Bằng đâu. Không. Miền Tây nó nói về hang ở miền Tây mình á. Ở đây là số 1 đó. Hang này là số 1 luôn. Rất đẹp phải không? Nghe nhìn giống ông Văn Tài không? Như đá nổi lên nè. Ông thần tài hả? Ồ, có nghĩa là mình nhìn cái ánh đèn ở ngoài sao thì nó giống hơn. Có nghĩa gì? Giống luôn. Trực diện vẫn giống luôn. Trực diện ở chỗ đó hả? Ôi. Lúc mình gọi đèn mình mới thấy hả anh? Có tắt đèn cũng vẫn thấy mà. Nhưng mà cái bóng ở ngoài sao cưng sẽ nhìn thấy rõ hơn kìa. Anh à. Nó thấy không? Giống thần tài đang ngồi ha. Nó khá là kỳ vĩ, rất hay. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi với anh Hải. Đây, quay đây này được rồi, đẹp nè, thành nhũ mặt trước mặt sau nè. Ừ. Mở hang mở cảnh luôn. Dạ. Yeah. Rồi được rồi, đi anh. Đi. Dạ. Yeah. Đi quanh đây có thung lũng lớn đẹp đó, đập nước vô vậy luôn. Cái hang này vô trong cái lòng hang này nó có một cái hướng gió rất là đẹp. Dạ, ánh sáng đó luôn. Mình bây giờ mình lội ra đó luôn ha. Dạ, đây là tự nhiên hết ha anh Hải ha. Tự nhiên hết luôn. Trước giờ thì không có bàn tay con người tác động vào. Dạ. Cũng... Dạ, rất đẹp đẹp luôn. Nguyên thủy luôn. Đây là cái thung lũng này lớn này. Cái ngộ đó 4 bức tường thành xoay tròn đối liền nhau phải không? Đúng rồi. Lúc nãy thì mình có quay một cái thước phim nhìn ở từ trên trên cao nhìn xuống thì nó giống như là một cái giếng trời. Và nơi đây thì
nơi này thì nó được bao bọc bởi bốn cái vách núi, và ở giữa này thì giống như là một cái giếng trời. Quay anh nè, đừng quay ngoài. Dạ. Dạ. Anh Hải là một cái người dân địa phương ở đây luôn. Anh năm nay là bao nhiêu tuổi anh Hải? 30 hả? Ở đây là sông Giang. Không có, hang này là hang quân y hả? Đi theo anh đi. Ở giữa một cái, có nghĩa là ở nước mưa, có thể là phần này là phần sâu xuống thì nước mưa ở đây á cô bác quý anh chị. Đừng quay đó, quay anh nè, quay đó đâu thấy đâu. Nước mưa đó nó sẽ động lại ở cái khu vực này. Không biết là anh Hải kêu mình đi đường nào ta. Ô, đang quay máy đèn lên. Nếu như mà không có quay máy đèn như thế này á thì rất là tối và mình không thể nào mà mình đi hết được. Sáng thấy cảm thấy như thế nào? Lạ. Ồ, cô mở cổng hả? Cô là giữ cổng đây luôn. Theo chia sẻ của anh Hải thì cái hang này mà lúc mà còn thời chiến tranh thì đây là một cái nơi mà làm cái bệnh viện anh Hải. Cô bác quý anh chị thấy nè. Em trên đá vậy nè, luôn là chút xíu thấy nè. Em thấy cái chỗ đó rồi. Đi ăn tượng trồng cá heo đó. Ở đây thì em nghe được tiếng dơi nhiều hơn anh Hải hả? Dạ, là chút xíu là dơi hơn. Còn nghe được cái mùi phân dơi hả? Dạ. Anh đi trước đi. Đây là hang dơi. Những cái cây cầu bắt như thế này là dân mình bắt hay sao anh Hải? Gia đình ta ở từ lâu đời. Ừ. Khai phá khu vực này nè. Dạ. Người ta đầu tư cầu kỳ vô những cái máy đèn như thế này. Dơ trên đầu đó thì nhóc vô nè. Ồ hà. Cô bác của anh chị quay lên đó, cô bác của anh chị thấy à? Có những cái điểm đen á. Là những cái con dơ thấy không sao? Ông thấy quay xuống đi. Chắc là quá xa. Quay bên này nè, đẹp lắm nè. Cái hang này thì ở trong cái núi này thì ít có người biết đến. Và chỉ nếu như mà biết á thì đa số là khách hành hương từ các tỉnh thôi, chứ chưa khai thác du lịch nhiều ha anh Hải. Dạ. Ở đây nó còn thiên nhiên. Mấy cái hang trong này đẹp. Còn cái tượng này bóng ở sao giống như tượng một chiến sĩ cầm súng bắn không? Đó là một cái điều độc lạ ha. Giống như một người đang nằm súng bắn ha. Thì gần giặt tháo. Không ngờ một cái núi hang đẹp như thế này, kỳ vĩ như thế này mà lại ít có một cái người, ít người Đồng Tháp như mình thì cũng không biết được. Và đặc biệt thì thế hệ ba mình cũng không bao giờ biết được. Và để đi được cái hang này thì anh Hải nói là anh phải chạy máy đèn thì mới đi sâu vào được, đúng không anh Hải? Dạ. Thì không có máy đèn thì không thấy được, đi ra chứ mình quay cái kia không thấy được. Dạ. Thấy địa giữa lòng hang có nước không? Dạ, xung quanh là nước. Dạ. Khi mùa mưa thì nước nhiều. Nước này là do nước mưa động lại từ ở giữa giếng trời đúng không anh? Dạ, cái mưa động lại thì là mưa trên cái đá này nè. Núi đá dồi có khe. Dạ. Khi những nước này chảy xuống rồi, nước có mưa nó chảy thì nó bị thác đổ. Ồ, có nghĩa là từ trên những cái khe đá cũng chảy xuống luôn. Và theo chia sẻ anh Hải, cô bác anh chị nhìn ở đây nè, theo chia sẻ anh Hải thì nước nó chảy từ trên đó xuống đây.
và nó sẽ động lại ở dưới này. Thôi đi. Ồ, cái cảnh này nhìn hấp dẫn ha. Thôi em không cần chụp hình đâu anh. Dạ. Đây có một cái kinh hương. Khách hành hương đi đến đây thì ở đây là đá này, là đá dưới này nó nước này nó trong quá ta. Dạ, đá dâu này trong. Ừ. Đây, cái hạt nhũ này cũng đẹp không? Xung quanh này. Ở đây vẫn có treo đèn ở đây luôn ha. Dạ, ở đây nếu mà treo đèn nữa lên thì đẹp lắm. Dạ. Rồi. Vì đây là một cái tự phát của người dân hết, nên thành thử ra là về cái lối đi nó vẫn còn rất là hoang sơ. Đây, ở đây nó có một tay này, đá này. Không khác thì 5 ngón tay cũng như là súng này. Đây, đi ăn 5 ngón tay nữa không? 5 ngón tay đi xuống ha. Dạ. Còn bên đây có một bàn nữa nè. Dạ, quá đẹp ha. Dạ, đi ăn 5 bàn tay, 5 ngón tay nữa không? Còn nghe cục đá mà khó được nghe tiếng chuông nữa nè. Thôi anh. Không nghe nè. Ở đây nghe nè. Ồ. Cưng cầm anh gõ rồi sao? Ồ. Ai là người phát hiện nha cái tảng đá này phát ra tiếng chuông anh? Không biết ai người phát hiện đầu tiên nữa. Mà cứ người ta biết cái chuyện miệng nghe mình biết tới giờ. Thưa cô bác với anh chị. Theo chia sẻ của anh Hải á, thì đây là một cái bàn tay nè. Và đây là một cái bàn tay, nhưng mà cái tảng đá này nè, mình gõ nè, âm thanh nó nghe bụp bụp ha. Yeah. Còn ở đây nè, âm thanh này nè. Trước đây thì khi mình ở trên núi Cô Tô thì có một cái tảng đá cũng rất là lớn và gõ một cái tiếng chuông giống như vậy luôn. Gì vậy? Dạ, tảng đá nó lớn, một khối đá cục rất lớn luôn. Ngọn rồi. Rất ngộ ha. Rồi. Rồi. Mình đi ra đó luôn. Quay lại. Cưng có gõ thử không? Vừa nói được rồi. Dạ. Có nhẹ có nhịp nó nghe không? Nó nghe ra một cái âm thanh nó vang đã quá. Còn hai tảng đá này nè. Nhau gai nè. Ở đây ta cũng hay thường hay gọi là hai con ngựa đó. Hai đầu ngựa ha. Như là cọc sông mã gì đó. Dạ. Nhưng như mình đi tham quan đây về thực sự may mắn là mang được mã đấu thành công. Ồ, mã đấu thành công. Đây là gì giống như anh Đại Cương ghép vào lên bên ngựa ngồi chứ không? Phải nói là hay ha. Nhưng mà em tưởng tượng đây giống như là hình khủng long vậy bên kia. Dạ. Kìa. Hả? Giống như một mỗi cái người công nhận nhìn đều khác nhau. À. Có người thì thấy bên đó là quy, người nói bên đây con ngựa. À, quy quy. Thật sự ra không có ánh đèn á thì không có chạy máy phát đèn á thì không thể nào mà ban đêm mình còn thấy đường đi được, còn tương lai ngày ban đêm. Dạ. Tắt đèn cái nào đi. Ở đây nhìn dưới nước nghe tụi cá sấu không? Em hai miếng mắt không em thấy không? Dạ. Em mở cho mình cái đuôi thấy không? Những điều độc lạ ở trong cái hang cái núi Mô So này cho chúng ta cảm nhận được những cái khác nhau. Mỗi người theo đạo Phật thì mỗi người có một cái duyên khác nhau thì sẽ cảm nhận được những cái hình tượng từ những cái tảng đá khác nhau. Anh Hải, cái độ sâu của cái hang như thế này là khoảng bao xa anh Hải? Theo như mấy người ở đây ta nói lại thì tới 300 ngoài mét gì đó. Dạ. Nhưng mà nói chuyện sâu hang này hết, hang này thì vẫn còn đường đi, nhưng mà ta chưa khám phá gì hết. Đi chưa được một đoạn thôi. Dạ. Ở đây là cùng. Còn vô phía dưới cái này nè, đá nó giống như là đá kim cương vậy. Dạ. Ồ, đây một cái bàn thờ. Bác sĩ ngày xưa ha. Dạ. Chúng nhìn tưởng nhớ với anh hùng liệt sĩ. Tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ ngày xưa. Hang quân y mà. Dạ, hang quân y. Anh Hải chia sẻ còn rất là nhiều cái ngõ ngách nữa mà. Đi nhau vô đoạn ngay đi. Mình coi cho biết đi. Đá từ trong ra ngoài đều chiếu sáng lấp lánh không? Ôi. Giống như mình lấy dục kim tím mình giải trên này phải không? Cô bác của anh chị có thấy rõ
giống như Kim Tiến ở đây nè ha, chỉ có một cái khoảng này thôi ha anh Thái ha. Dạ, vô trong thì đẹp lắm, không nhiều. Nhưng mà trước này một đoạn quay ra nha. Sau dạ. Quá thì cái hang này nó không có không khí. Ờ. À. Không đủ không khí à? Dạ. Mình cũng chưa ai dám khám phá hết cái hang này luôn. Sáng đi được không? Có nói như là không ai dám đi hết luôn ha. Dạ. Đây nè. Nguyên cái hang nó chiếu như thế này đúng không? Ồ. Này gọi dùng cái này đẹp nè. Đây quá đẹp nè. Chỗ này giống như người đang gõ Kim Tiến vô ha. Ừ. Nắng, mùa nắng như nào nó chiếu nhiều gì đó. Ở trong đây nó vẫn hấp thu được ánh nắng hả anh? Dạ không, chứ là theo hơi đá đó. Dạ. Là đến đây là ngưng nữa anh? Dạ. Đây nè, cái đường đi chắc còn đi đường đi được nữa được nè. Ừ. Nhưng tại mình không có can đảm để đi thôi. Dạ. Cũng chiếu hết từ trong cái ngoài hát luôn. Rất hay. Khi mình đến đây thì mình mới cảm nhận được cái sự kỳ bí của thiên nhiên. Dạ. Yeah. Cái sự tạo hóa của thiên nhiên thì dù cho con người có tài giỏi thế nào cũng không làm được hết. Dạ. Yeah. Thôi mình ở đây mình cũng cảm nhận được cái sự thiếu hụt không khí á, tại vì nó hang nó đã đi vô sâu rồi. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Thôi bây giờ mấy anh em mình quay ra. Đắc sắc. Ở tới đây thì anh Hải chia sẻ cái hang lúc nãy thì cái độ sâu rất là sâu. Và người trẻ như thế mình, ôi con chó. Ôi đẹp quá ha. Càng quay càng đi càng thấy sự hùng vĩ của hang. Đá thì một hang hết nè. Một góc đá nhỏ thì anh chịu nguyên càng đá lớn. Thì đó em lúc nãy em vô em nói là ô cái khối đá bự ở trên mà cái chân thì nó nhỏ xíu dưới này nè. Ha. Kìa quay kìa. Nó thấy không? Như trong mình thấy độ thấp thấy trong thấy không? Dạ. Giống như một cái mê cung vậy anh. Dạ. Đây nè, này cái hố bom ở trước nè. Đây là cái hố bom này cô bác của anh chị. Nãy làm đi lúc bên kia rồi mình đi nó tới lần này. Là nãy giờ mình xuyên trong lòng hang rồi đó anh Hải. Xuyên trong lòng hang rồi. Dạ. Ngân sắc.